Sao 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 nào? Con nè bốc phét. Con nói điều. Ho luôn mà. Tao kết hai thằng đó, đời của nó xứng đáng thuộc với tao. Không hiểu sao là hai thằng chó nó vẫn cứ được đề cao. Rõ ràng tao hơn nó, tao cũng làm được nếu cơ hội thuộc về tao. Tao muốn vào showbiz nhưng mà chúng nó lại muốn chạy ngược về sau. Hai thằng bịp may mắn, hai thằng bịp nghĩ mình hay lắm. Hai thằng bịp nói điều về việc chúng nó đi lên từ bàn tay trắng. Không thể phủ nhận nhạc nó hay dù tao ghét hai thằng đấy cay đắng. Tao thắng con gây tao vài tuần mà chỉ một lần đã bị nó làm say nào. Không biết sẽ thế nào nếu tao được sống một ngày của Ryan. Tao cảm thấy có thể là một nửa thành phố này chừng ngay. Bước vào trong club trải nghiệm cảm giác bị mấy con hàng bùa vây. Không thể nào tin được em gái đến bảo là của tao bắt cổ tay. Trong inbox TikTok, what the fuck, toàn mấy em KOL. Qua được, tao sẽ pick một em và dẫn vào ngay hotel. Muốn cho anh một điều nữa đi, tao bật bài để lên khi vòng tay ôm eo. Như là Sơn Tùng NTP khi gọi sờ cai ơi em toàn say oh yeah. Đã vậy, sau mỗi YSL thơm đầy trên màn ấy. Gucci Ameri, sao thằng chó này nói nhiều quá vậy. Tao cảm thấy lệch con khi phải đeo trên cổ đồng đà này. Deadly 100 cân, cơ trọng tâm của tao khá quá này. Lâu rồi tao mới không tham gia gì khi tao cùng anh em Ray đang nâng ly. Brand new Air Force 1 chân đi, master tao cái chảy vào và tao chấm đi. Bóng sập bên siêu cấp, tao và cơ thể Ray có vẻ như đang phân ly. Tao lại quay về cảnh cũ lấy sự giận dữ, mỗi ngày dài nhâm nhi. Tao ghét hai thằng đó, đời của nó xứng đáng thuộc với tao. Không hiểu sao là hai thằng chó nó vẫn cứ được đề cao. Rõ ràng tao hơn nó, tao cũng làm được nếu cơ hội tuần về tao. Tao muốn vào showbiz nhưng mà chúng nó lại muốn chạy ngược về sau. Hai thằng bịp may mắn, hai thằng bịp nghĩ mình hay lắm. Hai thằng bịp nói điều về việc chúng nó đi lên từ bàn tay trắng. Không thể phủ nhận nhạc nó hay dù tao ghét hai thằng đấy cay đắng. Tao thắng con gây tao vài tuần mà chỉ một lần đã bị nó lắc say nắng. Tao nghĩ đấy là bịp và tao không tin anh em nó giang hồ. Một đoàn 20 xe nhưng tao không thấy thằng đấy rap gangster. Con gây nó tao nhắn tin từ năm ngoái cho đến tận bây giờ. Thế mà không được rap chắc vẫn đang bị ở phần tin nhắn đang chờ. Tao chẳng tức sao lyric của nó tao thuộc cơn hàng đẳng thức. Chắc cả tao đã nghe nó nhập thằng này chắc chắn có gì uẩn khúc. Nhưng mà nghe cũng có vẻ oai, tao hy vọng bác sĩ có thể sai. Đi sang tận cả trại cai nghiện mà bác sĩ bảo nhạc này rất là khó để cai. Kìa thằng mắt chắc kiếm được nhiều mà sao lại không nói khoe. Suốt ngày ở phòng thu mà không ra nhạc nó chỉ để trong máy nghe. Nếu tao có mấy bài nhạc đó tao sẽ bật cho gái để mà mong lên lên. Không hiểu sao tao ghét nó nhưng mà nhạc của nó tao đang thấy mê. Tài khoản thằng mắt có quá nhiều tiền đêm nay nó phải ra. Lần đầu tiên trong đời tao bước vào club và quán hồ trải thả. Một bên cùng Ramzone Paranoid tự nhiên tao lại hoa. Chưa bắt được một cái tao quay về lại đứng ở ngoài ha. Tao ghét hai thằng đó, đời của nó xứng đáng thuộc với tao. Không hiểu sao là hai thằng chó nó vẫn cứ được đề cao. Rõ ràng tao hơn nó, tao cũng làm được nếu cơ hội thuộc về tao. Tao muốn vào showbiz nhưng mà chúng nó lại muốn chạy ngược về sau. Hai thằng bịp may mắn, hai thằng bịp nghĩ mình hay lắm. Hai thằng bịp nói điều về việc chúng nó đi lên từ bàn tay trắng. Không thể phủ nhận nhạc nó hay dù tao ghét hai thằng đấy cay đắng. Tao thắng con gây tao vài tuần mà chỉ một lần đã bị nó làm.